Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Tuyên Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính sau. Hội nghị học tập quản triệt các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hỗ trợ sản xuất rau việt gáp trong nhà lưới và công nghệ tưới Israel. Lực lượng vũ trang huyện Bộ Trạch chung sức xây dựng nông thôn mới Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 8 tháng 8, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kỳ thi nghị quyết của Ban Bí thư Bộ Chính trị. Nhiều hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy, ủy ban Nhân dân Tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, đại diện lãnh đạo các sở ngành, mặt trận đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan trung ương đồng trên địa ban phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí trần thắng phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh các nghị quyết chỉ thị của bộ chính trị ban bí thư được quản trị điện cản bộ chủ chốt lần này là những nội dung hết sức quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội 12 của đảng thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của đảng đối với những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách đang đặt ra trước mắt và lâu dài về công tác xây dựng đảng về học tập nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa mạc lenin tư tưởng hồ chí minh trong tình hình mới về công tác đối ngoại khai thác sử dụng và phát huy cả nguồn lực của nền kinh tế theo các mục tiêu mà đại hội đảng lần thứ 12 đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị để khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của đảng. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay của cả cấp ủy tổ chức đảng là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thật tốt việc học tập quản triệt các nghị quyết chỉ thị đã được ban hành. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu nghị quyết số 39 ngày 15 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với phát triển nguồn nhân lực, vật lực, tài lực đến năm 2025, 2035, 2045 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đảm bảo quốc phòng an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Trần Thiện Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giới thiệu chỉ thị số 25 ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đổi ngoại đa phương đến năm 2030. Chỉ thị số 32 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy quản triệt nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Chỉ thị số 23 ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mạc lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thông qua hội nghị học tập quản triệt các chỉ thị, nghị quyết sẽ giúp cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nắm vững các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư một cách thiết thực, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao. Thường trực tỉnh ủy đề nghị cả cấp ủy tổ chức đảng cần làm tổ công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương quan điểm của đảng trong các tư lực nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động đồng thời yêu cầu các huyện thi thanh ủy đảng ủy trực thuộc ban cảnh sự đảng đảng đoàn các sở ban ngành cơ quan đơn vị khẩn trương có kế hoạch chỉ đạo tốt việc tổ chức học tập quản triệt và cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của bộ chính trị ban bí thư ở địa phương đơn vị Chiều ngày 8 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề Trẻ em với các vấn đề phong chống đuổi nước và phong chống bạo lực xâm hại trẻ em đồng chí Nguyễn Tiến Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Tham gia diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Bình năm 2019 có 200 thiếu nhi tiêu biểu đến từ tám huyện, thị xã, thành phố, nhà thiếu nhi tỉnh, làng trẻ SOS đại diện cho gần 130.000 trẻ em trong toàn tỉnh. Tại diễn đàn, ba nhóm trẻ em tiêu biểu đã tham gia trình bày quan điểm về hai chủ đề bạo lực, xâm hại và đổi nước ở trẻ em. Đồng thời đưa ra những khuyến nghị về thực hiện các quyền của trẻ em ở cộng đồng địa phương. Các em thiếu nhi cũng đã tham gia đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ngành lao động thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao, công an tỉnh và cơ quan tỉnh đoàn về các vấn đề các em quan tâm như thực trạng, nguyên nhân và giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực học đường, tai nạn đuổi nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, bảo vệ trẻ em trước vấn đề nàn hôn nhân cần huyệt thống, tạo hôn ở vùng đồng bào dân tộc, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sân chơi lành mạnh cho trẻ em, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thực trạng và xử lý tội phạm bạo lực xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh các chương trình hỗ trợ trẻ em trang bị kỹ năng sống sự tham gia giám sát của các cấp các ngành trong thực hiện quyền trẻ em công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng phát biểu tại diễn đàn đồng chí nguyễn tiến hoang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em những giải pháp phòng chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em giảm tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại đuổi nước trong đó sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát đánh giá việc triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em tại cơ sở tích cực tuyên truyền luật trẻ em kỹ năng phòng chống xâm hại đuổi nước tại các địa phương trường học tiếp tục triển khai mô hình trường học thân thiện học sinh tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên cán bộ đoàn giáo dục cho trẻ về kỹ năng sống giao tiếp ứng xử kỹ năng tự bảo vệ. Các trường học tăng cường phối hợp với gia đình địa phương trong việc giám sát, quản lý học sinh, hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hôm qua ngày 7 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019. Tại các điểm, đoàn công tác đã kiểm tra khu vực chỉ huy chỉ đạo điều hành của cả cấp và khả năng tham mưu phối hợp thực hiện của các cơ quan quân sự công an biên phòng và các sở ban ngành mặt trận đoàn thể trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ công tác bổ trí sử dụng lực lượng phương tiện xây dựng công sự trần địa bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị công tác hậu cần đảm bảo phương án thực binh đánh địch xâm nhập qua kiểm tra các đơn vị đã phối hợp làm thủ công tác chuẩn bị đoàn công tác cũng cân nhắc một số nội dung cần triển khai phối hợp chỉ đạo các ban ngành cơ quan đơn vị kịp thời hoàn chỉnh công tác ngụy trang quân sự trần địa và tiếp tục huấn luyện thuần thục với các phương án chiến đấu để đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của các cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể và nhân dân chiều nay ngày 8 tháng 8, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức đoàn công tác thăm và tặng quà cho các đơn vị của sư đoàn 968 thuộc quân khu 4 đang tham gia huấn luyện diễn tập thực binh đánh địch khu vực phòng thủ Quảng Bình tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 968 trong việc khắc phục khó khăn về điều hình thời tiết để tham gia tập luyện, chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chiến trị trong tâm của tỉnh trong năm 2019. Đây là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp năng lực tham mưu của cơ quan ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Thực hiện chỉ thị số 30 ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và kế hoạch số 46 ngày 5 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019 để bảo đảm an toàn trong quá trình thực binh. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình thông báo khu vực thời gian bản đàn thật cụ thể như sau. Thời gian cầm các hội đồng trong khu vực bản từ 5 giờ ngày 13 tháng 8 đến 11 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2019. Thời gian bản đàn thật từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2019. Địa điểm bản khu vực thôn Tân Đình, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Tòa đồ bản điểm 1 trên đất liền 17 độ 23 phút 01 giây vĩ độ Bắc, 106 độ 41 phút 14 giây kinh độ đông. Điểm 2 trên biển 17 độ 32 phút 19 giây vĩ độ bắc 106 độ 52 phút 36 giây kinh độ đông. Điểm 3 trên biển 17 độ 23 phút 01 giây vĩ độ bắc 106 độ 55 phút 17 giây kinh độ đông. Điểm 4 trên đất liền 17 độ 24 phút 33 giây vĩ độ bắc 106 độ 40 phút 33 giây kinh độ đông. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thông báo đến các cơ quan đơn vị địa phương và nhân dân ngừng các hoạt động trong khu vực tọa độ bắn và thời gian nổi trên để đảm bảo an toàn. Sáng nay ngày 8 tháng 8, tại thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình, Hiệp hội sữa Việt Nam đã tổ chức hội nghị phổ biến nội dung nghị định số 15 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu sẽ được đại diện Cục An toàn Thực phẩm truyền đạt những nội dung chỉnh của Nghị định số 15 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm như thủ tục từ công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen, cấp giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, ghi nhận thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, sử dụng phù gia thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được sở thiêu về các tiêu chuẩn đối với sữa và sản phẩm sữa của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế và Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam. Các quy chuẩn Việt Nam đối với thức ăn công thức dành cho trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi. Thời gian qua, xã Sơn Trạch huyện Bổ Trạch đã khuyến khích người dân và các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú nhằm phục vụ ngày càng cao nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách khi đến với phong nha kẻ bang. Hiện trên địa bàn xã Sơn Trạch có 110 cơ sở lưu trú du lịch với 1.053 buông, trong đó có 58 cơ sở kinh doanh theo hình thức homestay. Từ đầu năm 2019 đến nay, cả cơ sở lưu trú trên địa bàn đã phục vụ hơn 113.800 lượt khách, trong đó có gần 41.000 lượt khách nước ngoài. Hiệu quả kinh tế của cả cơ sở lưu trú đạt trên 60 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 500 lao động địa phương. Để nâng cao chất lượng cả cơ sở lưu trú, xã Sơn Trạch thường xuyên phối hợp với cả cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cả đơn vị doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc tuân thủ cả quy định trong quá trình kinh doanh dịch vụ du lịch, tránh tình trạng treo kẹo khách, cạnh tranh không lành mạnh, đầu tư nâng cao chất lượng, phát triển thêm các loại hình dịch vụ mới đổi mới phong cách và thái độ phục vụ theo hướng văn minh thân thiện. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối về những thông tin đáng quan tâm khác. Hỗ trợ sản xuất rau Việt gáp trong nhà lưới và công nghệ tưới Israel. Lực lượng vũ trang huyện Bổ Trạch chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản năm 2019. Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Quảng Bình đã triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất rau Việt Gáp trong nhà lưới và công nghệ tưới Israel cho 6 hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị, hồ nông dân trên địa bàn. Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp sạch Hưng Loan, xã Quảng Hưng, huyền Quảng Trạch là một trong 6 đơn vị được Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Quảng Bình hỗ trợ sau đầu tư 40% kinh phí xây dựng nhà lưới trong rau và kinh phí lắp đặt công nghệ tưới Israel. Sau khi nhà lưới được hội đồng nghiệm thu đánh giá đảm bảo chất lượng, hợp tác xã đã đưa vào sản xuất 1.750 gốc dưa lê thái, dưa lưới, mướp đẳng và dưa chuột. Quy trình trong đảm bảo theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt Việt Nam, tức Việt Gáp. Hiện một số loài cây trồng đã cho thu hoạch đạt chất lượng tốt, mức giá cao hơn so với thị trường từ 20 đến 30%. Mô hình hỗ trợ sản xuất Việt Gáp trong nhà lưới và công nghệ từ Israel nhằm khuyến khích và hỗ trợ nông dân, trang trại, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp từ đó hình thành và phát triển cả vùng chuyên sản xuất rau việt gáp quy mô tập trung trên địa bàn Quảng Bình, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo nên chuỗi cung cấp sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Đã có hơn 100 hecta lúa vụ hè thu của huyện Minh Hòa mất trắng vì nắng hạn kéo dài. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa, tính đến nay toàn huyện có hơn 100 hecta lúa bị mất trắng hoàn toàn do không còn nguồn nước để tưới. Trong đó xã Yên Hòa có 42 hecta lúa bị mất trắng hoàn toàn số diện tích lúa bị mất trắng còn lại là ở xã thị trấn trong huyện. Nặng nồng kéo dài đã làm cả khu đập thủy lợi trên địa bàn hầu như đã trơ đáy, không đủ lượng nước tưới cho lúa hè thu. Đồn biên phòng Ròn, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa tiếp nhận bảy thuyền viên, trong đó có một thuyền viên trong tình trạng bị đột quỵ khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Vào lúc khoảng 2 giờ ngày 8 tháng 8, đồn biên phòng Ròn nhận được tin báo thuyền viên trên tàu cá QB 93877TS bị đột quỵ khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Đồn biên phòng Ron cử 5 cán bộ chiến sĩ lên tàu đi cứu hộ, chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên bị nạn. Tuy nhiên, do thị triều xuống nhanh nên phải mất nhiều giờ liền, lực lượng biên phòng mới đưa tàu cùng số thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn. Hiện đồn biên phòng Ron phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình đồng viên tư tưởng tinh thần các thuyền viên, đồng thời chuyển thuyền viên bị đột quỵ lên bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình tiếp tục điều trị thưa quý vị và các bạn thời gian qua cấp ủy chính quyền xã ngư thủy bắc huyện lê thủy đã thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý khiến cho tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai xảy ra nghiêm trọng và kéo dài tạo dư luận không tốt gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân trước tình hình đó các cơ quan chức năng của huyện lê thủy đã tích cực vào cuộc làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm đối với cả cá nhân vi phạm qua kiểm tra các cơ quan chức năng xác định từ năm 2007 đến năm 2018 trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc xảy ra 111 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai với tổng diện tích khoảng 7,3 ha. Cụ thể, thôn Tân Hải 53 trường hợp, thôn Bắc Hoa 46 trường hợp, thôn Tân Hoa 9 trường hợp, thôn Trung Thanh 2 trường hợp, thôn Tân Thuận 1 trường hợp cấp ủy chính quyền xã Ngư Thủy Bắc đã thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, dẫn đến tin trạng người dân tự ý lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà ở công trình trái phép. Nghiêm trọng hơn, lãnh đạo xã Ngư Thủy Bắc không đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm đối với những trường hợp vi phạm đã được phát hiện. Trước những sai phạm nêu trên, vừa qua Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lệ Thủy đã ra các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Thủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Thoảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và ông Võ Văn Đương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngư Thủy Bắc. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang huyện Bố Trạch nổi bật là ban chỉ huy quân sự huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Bộ Trạch xem việc chung sức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang. Mỗi năm, lực lượng vũ trang huyện tổ chức nhiều đợt công tác thiên vận, đưa bộ đội, dân quân về các xã, thôn, bản giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Ban chỉ huy quân sự huyện Bộ Trạch đã nhận giúp đỡ thôn Tân Hồi, xã Liên Trạch, một trong những thôn nghèo với trên 70% đồng bào công giáo. Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức làm công tác dân vận tại thôn với sự tham gia của 80 cán bộ chiến sĩ, dân quân và nhân dân. Vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các kỳ thị, nghị quyết của chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững. Vận động đồng, đồng bào sống tốt đời đẹp đạo, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Ngay sau lễ ra quân, cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân thôn Tân Hội đã tham gia phát quang cây cội khơi thông cổng rãnh, dọn vệ sinh ở các trục đường chính trong thôn. đây là một việc làm à, phải nói rằng á, là hết sức như vậy á, là quan trọng và thẩm thiết tình quân dân và à, làm cho chúng tôi như vậy á, là có một cái tác động rất lớn để tạo được động lực cho ba con chúng tôi á, nhận thức thêm tình cảm quân dân là rất là sâu nặng và từ đó là nhân chúng tôi là quyết tâm phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của như về là Đảng bộ, đội chi bộ và cái diễn dẫn đã đề ra. Xác định rõ vai trò quân đội trong xây dựng nông thôn mới là giúp nhân dân nâng cao đời sống cũng như xây dựng củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với địa phương. Ban chỉ huy quân sự huyện luôn tích cực động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tích cực phát huy nội lực tham gia cẩu hiệu quả các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi với cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang ở à, về đây thì à, ngoài cái nhiệm vụ ra thì chúng tôi là à, với cái tình cảm quân dân là tích một phần kinh phí tiết kiệm được để đầu tư hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân cùng với cái thôn ở đây để là tham gia thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần vào là cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương với những việc làm thiết thực hiệu quả của lực lượng vũ trang Huyền bộ trạch đã và đang khẳng định vai trò của quân đội trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân góp phần đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh củng cố quốc phòng an ninh ở